Tuyển Việt Nam, Hoàng Đức khiến huấn luyện viên Kim Sang-sip mừng rồi lại lo. Hoàng Đức chốt rõ ràng tương lai khiến huấn luyện viên Kim Sang-sip thở phào, nhưng thuyền trưởng tuyển Việt Nam khó mà yên tâm với tiền vệ này. Hoàng Đức được ghi giải cứu. Dù có rất nhiều đồn đoán từ vài tháng trước, nhưng phải tới khi V-League 2024-25 đi qua vài vòng đấu, tương lai của Hoàng Đức mới được câu lạc bộ chủ quản thể công Viettel định đoạt. Cụ thể, đội bóng quân đội quyết định tạo điều kiện cho tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của mình rời đi trước hợp đồng sớm 3 tháng, sau khi nhận về số tiền đền bù hợp đồng từ phía câu lạc bộ muốn có Hoàng Đức. Trên nguyên tắc đây là thương vụ thuận mua vừa bán, nhưng ai cũng hiểu rằng nếu thể công Viettel muốn làm khó, rõ ràng chẳng dễ để quả bóng vàng Việt Nam 2023 có thể ra đi như mong muốn. Việc tiền vệ người Hải Dương trở thành cầu thủ tự do là niềm vui không chỉ riêng cho Hoàng Đức mà còn giúp huấn luyện viên Kim Sang-sip thở phào nhẹ nhõm trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần nhân sự cho AFF Cup 2024. Điều này là đương nhiên, bởi chắc chắn Hoàng Đức sẽ được ra sân thường xuyên hơn thay vì phải ngồi dự bị tại thể công Viettel cho tới khi kết thúc hợp đồng. Hoàng Đức chắc chắn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục AFF Cup 2024 của tuyển Việt Nam lẫn huấn luyện viên Kim Sang-sip sau khi rời thể công Viettel. Nhưng, về tương lai rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc khó mà không lo đối với tiền vệ đang được coi nhận mức lót tay chuyển nhượng đắt giá nhất Việt Nam khi chỉ ra sân ở giải hạng nhất. Giải đấu được coi tiệm cận với V-League đang nhận rất nhiều chú ý khi xuất hiện hàng loạt bản hợp đồng bạc tỷ, kèm theo đó là sự góp mặt của những công phượng, Văn Lâm hay sắp tới với việc Hoàng Đức khoác áo phù Đổng Ninh Bình. Tuy nhiên, dù nhận nhiều sự chú ý đi chăng nữa, giải hạng nhất cũng chẳng dễ tăng chất về chuyên môn, bởi chênh lệch các đội, cũng như không có ngoại binh tham dự. Hoàng Đức hay công phượng có thể dễ dàng tỏa sáng ở sân chơi giải hạng nhất, nhưng về chuyên môn khả năng cao sẽ chững lại vì ít cạnh tranh hay gặp đối thủ xứng tầm. Thế nên, chỉ hy vọng rằng mùa tới đội bóng của Hoàng Đức sớm có mặt tại V-League để tiền vệ này kịp trở lại với môi trường bóng đá đỉnh cao, nhất là cùng ông Kim Sang-sip chinh phục những giải đấu quan trọng trong tương lai. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.